Rồi, câu chuyện gà trống quên ngày sáng sau đây bạn Kiến Gia sẽ kể lại cho chúng ta nào. Kiến Gia, cái gì đây? Kiến Gia, nhìn nào. À, ông mặt trời đã lên cao mà. À, mà các bạn gà vẫn say sưa ngủ. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng có ai gọi mọi người thức dậy. Kiến Gia, vậy thì lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Ai là người đã không gọi mọi người thức dậy? Ai đây? Con gà trống. À, nói lớn lên con gà trống. Lý do là mấy hôm trước con gì đây? À, con gà trống, nhìn con này, gà trống. Gà trống. Ho. À, gà trống bị ho, bị làm sao nữa? Khản. Khản gì? Khản cổ. À, bị khản cổ. Mất gì? Mất giọng. Mất giọng. Mất giọng luôn. Và ai là người đã khám cho gà trống? Ai là người đã khám cho gà trống? Ai đây? Ai đây? Bác sĩ. À, bác sĩ đã cho. Cho chú. Cho ai? Cho chú. Cho thuốc ai? Cho chú. Cho gà trống. Cho gà trống. Một chai. Cho chú. À, để làm gì? Để uống. À, chính xác. Bác sĩ đã cho gà trống một chai thuốc để uống. Nhưng mà ngoái âm thay, chai thuốc nó như thế nào? Rất là. Rất là ngọt. À, rất là ngọt. Cho nên con trống gì đâu? Cho nên con gì đây? Con gà trống. À, con gà trống. Rất là mê tít. Và nó uống như thế nào? Nó uống như nào? Uống thuốc. Uống hết luôn. Uống hết luôn. À, uống hết luôn. Đến nỗi là ngủ như thế nào ta? Ngủ. Ngủ quên mất. Không à, không gọi bạn nào dậy. Không bảo dậy. À, không gọi các bạn gà dậy. Và à, quên mất là à, gáy sáng, buổi sáng phải dậy để gáy sáng. Vậy thì qua câu chuyện này Kiến Gia thấy là chúng ta có nên bắt trước bạn gà cháu uống hết cả thuốc không? Ngồi khoanh tay lên bàn cho cô. Khoanh tay. Ờ, giỏi, nhìn vào bài. Nhìn vào bài đâu. Chúng ta chúng ta có nên uống hết cả một chai thuốc không? Có uống hết cả một chai thuốc luôn không? Không. Không. Ngọc Hoàng ơi, để cho bạn, để bạn tập trung vào bàn kia ra, tập trung vào đây cho cô. Nếu mà uống hết một chai thuốc như thế thì sẽ bị làm sao? À, bị say thuốc, sẽ bị đau bụng nè, rồi bị ngộ độc nè. Nên mình không có uống nhiều thuốc như thế nhá. Xe là ở giả. Giả. À, mình phải uống thuốc theo sự chỉ dẫn của ai? Nhìn vào con. Đúng, ai đây? Đúng. Bác. Của bác sĩ. Bị ngứa quá. Hả? Ngứa quá hả? Sao lại bị ngứa? Ngứa trong tá tràng mở dưới nè. Nói rõ ra, nói chậm lại cho con. Chúng ta phải uống thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ nè. Và của bố mẹ nè. Không được tự ý uống thuốc nè. Được chưa? Rồi khi mà mặt trời lên cao thì chúng ta có được nên ngủ nướng nữa không? Chúng ta có tiếp tục ngủ không? Có tiếp tục ngủ không bây giờ? Có ai được ngủ đến trưa không? Sáng thì chúng ta phải dậy làm gì? Sáng phải dậy để làm gì? Dậy để làm gì? Sáng dậy để làm gì? Con đang đi đâu đây? Đi học. Đi học. Thì sáng mình phải dậy sớm để mình ăn sáng, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi chuẩn bị đi học, đúng không? Con có được ngủ luôn, ngủ đến trưa không? Không. Rồi bây giờ nhắc lại cho cô nào. Khoanh tay lên bàn cho cô. Nhìn đọc theo cô nào. Buổi sáng. Dậy sớm. Nhìn cô. Dậy sớm. Sớm. Đi học. Đúng giờ. Đi học đúng giờ. Đi học đúng đúng giờ. Không được. Không được. Ngủ nướng. Ngủ nướng. Đến chưa? Đến chưa. Giống bạn. Giống bạn. Giống bạn nào đây? Con gà trống. À, giống bạn con gà trống. Rồi dê với con nào. Yeah, chúng ta vừa đọc xong câu chuyện là gì? Thì câu chuyện gì đấy?
Câu chuyện gì đây Kiến Gia? Câu chuyện con gà trống quên gì? Quên gáy sáng rồi không được.